Chào quý vị các bạn. Chúc quý vị các bạn một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Hôm nay mình giới thiệu quý vị các bạn một địa điểm ăn uống nha. Đó là bánh canh chả cá Nha Trang. Ở địa chỉ nè. Địa chỉ là D17 cư 6 phố 5B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Nghe nói quán này thành lập hơn 10 năm rồi. Các bạn đi trước vẫn nói là ở đây có chả cá hấp nè, chả cá chiên, thì cá đây cũng rất tươi ha. Đây cũng các bạn trẻ này kia ta đến đây ăn cũng rất nhiều ha. Thấy địa chỉ bán là 7 giờ sáng đến 23 giờ tối ha quý vị. Đó, hồi giờ mình mời quý vị cùng mình ha, đến đó nha. Mình đi có mình quay thôi. Có gì nó rung lắc hay gì đó không đẹp á thì mong quý vị thông cảm ha. Hay hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi mời quý vị theo chúng mình go. Rồi, thank you em. Rồi, đây là tô của mình, quả đã. Rồi, anh chém chả cá luôn. Ăn đây cái... Nó sướng rồi, sao cái gì không? Thêm chả cá nữa là hấp dẫn luôn. Đặc biệt là đầy đủ hết à. Có thêm rau đây cái nữa. Rồi, quá hấp dẫn luôn. Ủa, gọi chả cá này hả? À? Cá chiên à? Em mới kêu chả cá thôi chứ em có biết đâu. Nó có một loại. Có vậy. Cái cá được. Từ tao bán rồi, tao bán đầy đủ. Cá không? Thấy thằng tỏi không? À, đúng rồi, chén cá không được. Nó hấp á. Chén cá rồi. Rồi, ok em. Rồi, giờ hết rồi đó. Cá ngọt không vậy? Tôi quên em bớt tiền. Cảm ơn, chén cá dầm 2 chiếc ăn thêm lên cảm ơn. Thử cái chén ớt hấp dẫn quá vậy. Rồi, rau nó hợp chấm nó hợp dẫn luôn. Cục chén ớt cũng. Có chén ớt sẵn không? Dạ không? Cái cay nó ngon, ớt nè. Vô cay. Nó thấy hết à? Giòn giòn chấm nước mắm này chua chua mà có tuyệt vời.
ba rủ đi đâu đâu không muốn đi. Sợ chết lắm. Mỗi lần dịch đi đâu không muốn đi. Chào cá chiên. Quán thì đúng mà được cái bước vô cũng như tập nha. Quán là gọi lên đây gặp tiếp vô cũng lợi luôn đó. Thôi. Đó, là tôi luôn vậy. Đúng rồi. Đâu có thịt đâu, chỉ có à có cục xương. Đây là chả cá này có cục xương nè. Tôi đặc biệt đây chỉ có 40.000 thôi. À, đây đủ món đó. Đó phụ thu 5.000. Phụ thu thêm 5.000 thì đó tôi về cả tôi rồi vậy. Em thử coi. Cho thực phẩm này vậy. Nó sứa cũng ngon mà. Nè. Tại đây biết ăn. Tại không thích ăn thôi chứ thấy giòn giòn. Nó đục đục không? Nước nước đường ngọt, nước cá. Cái bánh mì là bánh mì chả cá đó. Không. Không bánh mì chả cá luôn ha. Chấm với là nước thôi. Mà chắc chị nghĩ chấm thôi. Ờ, vậy đó thì đã hả? Có thể nhìn là muốn ăn liền luôn. Thấy muốn ăn liền luôn. Nói chung bằng bạn giờ đây 40 ngày thì cũng ổn, thơm. Nước chấm này ngon hả? Chua chua mà. Đúng rồi, có làm vậy thôi là nghe. Cái cá nhập không? Đúng rồi, cái thôi.